Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học toán của thầy Math Teacher Nho. Hôm nay thầy giới thiệu các bạn một bài toán khá thú vị. Trước khi đi vào bài toán này thì thầy muốn thông báo các bạn một số vấn đề. Một vấn đề rất thú vị là đội tuyển Olympic toán IMO 2021 của Việt Nam là được xếp thứ, nếu thầy nhớ không sai là xếp thứ 15. Gồm 6 bạn học sinh dự thi thì chúng ta được 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, xếp thứ 15. Các bạn chú ý là trong các bài toán IMO thì hình như có 6 bài. Ngày đầu là có 3 bài, ngày sau có 3 bài. Hình học khá nhiều. Và hình như nếu thầy nhớ không sai thì buổi ngày đầu tiên thì có một bài bật đẳng thức, có mấy cái dấu sigma, các bạn nhìn vào thì cũng đầy hơi rụi đấy. Bên cái nước láng giềng chúng ta Trung Quốc, China, là đứng thứ nhất. 6 bàn dự thi của Trung Quốc là được huy chương vàng cả, và có một bàn là điểm người duy nhất được điểm tuyệt đối là 42/42, một thành tích rất cao của đội tuyển Trung Quốc. Năm trước thì Trung Quốc cũng rơi vào top 5 đội đầu bảng, năm nay thì đứng thứ nhất. Năm nay Nga cũng cao top 5, Mỹ cũng top 5, đấy, Hàn Quốc. Đó là thầy muốn giới thiệu thông báo cho các bạn biết. Thì đương nhiên các em có thể tham khảo ở các cái trang mạng, trang web, rồi có thể trang các thì các bạn sẽ nêu cái thông tin đó rồi. Chúng ta xếp thứ 15, 1 vàng, 2 bạc, 3 đồng các bạn nhé. Bây giờ chúng ta quay lại bài toán của chúng ta. Thầy cũng đã nói nếu một số cái video về bóng đá. Thì tại sao thầy nếu như vậy? Bởi vì là học toán phải có một cái thể thao bên cạnh, chẳng hạn như là cầu lông, hoặc là bóng chuyền, hoặc là vân vân. Thì các bạn cần có một môn thể thao bên cạnh thì rõ ràng là sẽ các bạn vừa học toán vừa vui chơi các môn thể thao đó thì cả làm cho sức khỏe các bạn học tốt, và từ đó giúp các bạn học toán được tốt hơn. Và để có những cái bài hướng dẫn đá bóng của thầy trên đó thì thầy đã tổng hợp nhiều nguồn, nhiều kênh khác nhau để tìm ra cái quy luật đá bóng chung. Đương nhiên trên có nhiều kênh YouTube về giải đá bóng, nhưng thầy tổng hợp và thầy xem một số trận đấu của các cái cầu thủ nổi tiếng, chẳng hạn như Zidane, Zinedine Zidane, Roberto Baggio, rồi là Ronaldo, Ronaldo Bồ Đào Nha, Ronaldo Brazil, rồi là Rivaldo, Ronaldinho, các cầu thủ đá bóng, và thầy nghiên cứu các cái cách đá bóng các cầu thủ. Thì thầy muốn hướng dẫn các bạn, tức là ngoài cái việc học tập các bạn ra thì các bạn có thể tham gia đá bóng cho vui các bạn nhé, có khỏe người. Hôm nay chúng ta quay lại bài toán chúng ta, đó là cho x lớn không, m và n là những cái số nguyên dương, tức là số nguyên bắt đầu từ số 1. P là biểu thức m cộng n nhân x cộng với 1 trên x mũ m cộng với 1 trên x mũ n, tìm giá trị nhỏ nhất của P. Thì đối bài toán này thì ta dự đoán điểm rơi là x 1 và ta sẽ sử dụng bật đẳng thức Cauchy cho nhiều số. Và cụ thể ta có lời giải như sau. Bây giờ ta viết lại biểu thức P các bạn. Thì ta nhóm lại m x thì thay viết là bằng x cộng x có m số hạng này cộng x đấy, có m số hạng. Chúng ta ghép với gì? 1 trên x mũ m. Ở đây ta đóng ngoặc vuông để áp dụng Cauchy cho gì? Cho m cộng một số. Tương tự như vậy, n x thì thầy viết là
Ether cộng Ether cộng với Ether có n số cộng với 1 trên Ether mũ n. Đấy, vào một chỗ. Bây giờ các em áp dụng bất đẳng Cauchy vào những cái tổng trong ngoặc này. Thì các em áp dụng AMGM đấy, tức là bất đẳng thức Cauchy. AMGM. Thì riêng cái tổng này cho em M cộng một số, cho đó đấy là M cộng một. Căn bậc M cộng một. Vừa rồi có cái một cô giáo đi dạy vật lý mà có một cái đợt live stream là có hình như trên 1 triệu lượt xem các bạn, rất chi là phá kỷ lục trong vấn đề dạy học. Đây Ether nhân Ether nhân Ether mơ số, tức là Ether mũ mơ nhân cho 1 trên Ether mũ mơ. Tương tự như vậy, áp dụng bất đẳng thức Cauchy vào n cộng một số đấy thì cái này sẽ lớn hơn là n cộng 1 căn bậc n cộng 1. Bài toán này đếm thầy nghĩ ra các bạn ạ, thầy giới thiệu kém luôn. Có lẽ ông chưa xuất hiện trên bài tài liệu nào. Và có thể tinh thần cái dạng toán như thế này nhiều, nhưng mà riêng bài toán như thế này là chưa có các bạn nhé. Đây muốn đưa ra cho các em tham khảo. Ether nhân Ether nhân Ether n số từ Ether mũ n nhân cho 1 trên Ether mũ n. Đến đây thì vấn đề được giải quyết rồi. Hai cái này rút gọn. Ether mũ m, Ether mũ m rút gọn. Vậy cái này sẽ V. Từ đây ta sẽ có V sẽ lớn bằng m cộng 1 cộng m n cộng 1, tức là m cộng n cộng bao nhiêu kém? Cộng 2. Đây là hằng số này, m n là những số cho trước rồi. Và P bằng dấu bằng sẽ đá M cộng N cộng 2 khi vậy chỉ khi trong các cái bất đẳng thức Cauchy này ta áp dụng vào đây là bằng dấu bằng sẽ đá trong các đánh giá này dấu bằng sẽ đá các bạn nhé. Ở đây là Ether bằng Ether bằng Ether bằng 1 Ether mũ M rồi thì tương đương với Ether 1 đồng tương vậy Ether bằng Ether bằng Ether 1 Ether mũ N Ether 1 vậy kết quả đây Ether 1 thì nó đang thỏa mãn có điều kiện là Ether lớn không các bạn. Môn vật lý nghe nói là cũng nhiều công thức, cũng nghe là trong đêm cũng có khó, nhưng mà thấy là các bạn học như thế một lượt live stream mà có 1 triệu một cô giáo 1 triệu lượt xem trên 1 triệu lượt xem như thế thì phá kỷ lục, và như thế chứng tỏ là các bạn học rất đam mê học lý các bạn nhé. Các bạn cố gắng lấy khối A phải 3 môn toán lý hóa. Môn toán thì những bạn học sinh lớp 12 muốn điểm cao thì các bạn phải giải câu vần dụng cao các bạn nhé. Vậy từ đây ta sẽ suy ra P min là bằng M cộng N cộng 2. Vậy bài toán được giải quyết các bạn nhé. Đấy. Các bạn có thể mở rộng bài toán này, có thể thay đổi trạng thái để điểm rơi nó gọi là 1 nó khó hơn. Thì đó là các bạn có thể tham khảo ở nhà các bạn nhé. Thì trong một buổi sáng hay sáng thầy nghĩ ra bài toán này. Tuy rằng nó cũng quá khó nhưng nó cũng quá dễ. Nếu các bạn biết cách tìm tòi biến đổi thì các bạn sẽ giải ra thôi. Và qua đây thầy giới thiệu về các bạn về cái đội tuyển chúng ta IMO 2021 được thứ 15 các bạn nhé. Và một vị trường vàng. Và có 6 bài, IMO có 6 bài. Nói chung là cũng khó, rất khó các bạn. Đòi hỏi cái tỷ mới. Thầy thấy là toán thì có một số cái đề thi nó cái bài toán giống nhau nhiều quá. Bây giờ làm sao có những cái bài toán nó mới và số lượng bài ít. Trong một cái dạng toán thì ít bài thôi. Mà gì? Mà số cái tính mới nó nhiều hơn. Bởi vì IMO thì nó phải đòi hỏi cái tính mới các bạn nhé. Cuối cùng cảm ơn các bạn theo dõi. Hy vọng rằng kênh của thầy để giúp các bạn học toán được tốt, ổn thi vào lớp 10. Các bạn nói đến một số bạn nói thầy giảng bài hai giảng về số học. Hoặc hệ phương trình dạy số thì
Tạm thời nếu mà chưa ra bài giảng thì các bạn có thể tham khảo trên kênh của thầy. Trên kênh của thầy đã có một số bài giảng về học sinh giỏi, số học, rồi là giới hạn dãy số rồi. Thì các bạn tham khảo nhé. Bất đẳng thực. Thì như vậy. Và thầy ra một số video về hướng dẫn đá bóng cho vui, cho khỏe người. Thì các bạn có thể tham khảo thêm các bạn nhé. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình gần nhất.